Tối quá anh ơi hả? Là màn hình tối hả bố Tùng? À Hello, con chào bố. nghe chưa, nghe Dạ. rõ không? Nghe rõ Dạ con nghe, dạ nghe rõ à. không? Rượu má tôi lên tôi chửi mày chứ, rượu má chứ không lên Ấy. mày được, rượu má tức Chửi quá gì trời, nữa. rượu má rượu mẹ mày vừa phải thôi, mày ăn mày nhậu mày nướng mày làm đủ trò hết chứ, rượu má mày để tao đói meo râu, rượu má mày vừa phải thôi, rượu má mày vừa phải thôi, mày ăn mày nhậu mày để tao chè queo rồi, rượu bữa nay tao bị mắc mũi không thấy đường rồi, bị cúm rồi, bị không phải là cúm nhưng mà cái này là gọi là bị allergy season, tức là cúm theo mùa, có nghĩa là về cái là mỗi lần mà giao mùa từ mùa này qua mùa kia là bệnh, mùa này qua mùa kia là bệnh, bởi vì bắt đầu từ đây bây giờ bắt đầu là hết mùa đông rồi, bắt đầu qua mùa hè, mùa xuân thì tất cả những cái phấn hoa rồi các cái xong rồi bôi xuống thì mình không có chịu được cái điều đó, là bị dị ứng, nó gọi là bị allergy. Rồi bỏ qua cái vụ đi, cái tao chửi mày mày xuống với mày vui quá mà thấy rượu quá đờn ca hát sướng rồi ăn nhậu tè le trên trời, rượu vào trong đây tao còn thèm chết mẹ, nước miếng nó chảy ra, rượu má mày ác mày vừa lên cứ chửi mày thôi chứ rượu quá vừa phải rồi biết sao, rượu má cười rồi. Nói một cách khác mà thấy cái thôn quê của Việt Nam mà nó thanh bình quá, nói chung là tất cả mọi người đều mình nói một cách là thảnh thơi hạnh phúc, mà tao thấy dễ thương nhất là cái cặp vợ chồng, chồng quàng tay vợ, hai hai đứa hát tình ca, trời ơi, thấy dễ thương gì đâu, dễ thương ở đây có nghĩa là ở miền quê họ cày sâu cuốc bẩm và trong một ngày làm việc đồng áng mệt nhọc hoặc là trồng rẫy trồng nương gì đó họ tụ tập về, thí dụ như có khách như là mày khách mà về rồi với gia đình tổ chức, nó không nhiều nó không cao sang nó không có cái gì cả, nhưng mình thấy là thấm được cả một cái vấn đề Tình người. tình người rồi đoàn kết, nói chung là hàng xóm này kia họ ai cũng vui vẻ, họ mình thấy một cái nét gì đó mà hiếm hoi ở bên Mỹ này không bao giờ có mấy cái chuyện đó, đó là một cái văn, đó là văn hóa dân tộc của Việt Nam mình nó hơn người ở nước ngoài ở chỗ đó, ví dụ như mày ở ta hiểu được điều đó, cũng đọc sách thì cũng đọc báo nhiều rồi, ta cũng già rồi ta cũng hiểu được, ví dụ như mày ở đâu mày không cần biết nha, mày ở mà trước đó mày ở đó nhưng mà mày ở xa mày về hoặc là tự nhiên người ta mừng rỡ và người ta qua hỏi thăm rồi người ta rồi xong là buổi chiều đã bảo đảm mày là té ngửa thôi, không mày thì cũng người khác, người ta cũng tổ chức việc nhỏ, nó không có là giao lưu ý miền Tây tao nghe nó có cái giao lưu có thói quen là giao lưu bằng rượu giao lưu bằng rượu, có nghĩa là bất kể mày là người quen kẻ lạ nhưng mà khi mày ghé thăm nhà là nó không có cho mày về, nó bắt mày uống rượu, rượu vậy nó vui lắm, bà có cái hay chỗ này là mấy bà ở dưới quê cũng uống ghê lắm á mày, Đúng rồi bố. Đúng rồi. mấy người Và phụ rất là nữ nhiệt miền tình. Tây họ rất là nhiệt tình mà họ uống rượu đế luôn, uống bia cái gì cũng chơi trơn đã vậy mà họ rất là hòa đồng, có nghĩa là họ nhập cuộc luôn, họ cũng ca hát rồi cũng làm đủ trò hết, cũng rất là dễ vui vui mà cái đó là hiếm hoi lắm, ở Mỹ này ít khi nào có mấy cái chuyện đó, cũng không như đầu không bao giờ có. Đó là chuyện của miền quê, tao thấy mày review tao thấy thích quá nhưng mà không biết làm sao về, từ 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 đây từ cháu con cháu nó cũng như tao cho tao tao dạ về cái là gì tao chứ về là về cái khoảng dưới miền Tây này thì con sắp xếp được thoải mái, mọi người vô tư sắp xếp được. từ Hồi từ nãy con còn được chưa gì khuyến mãi cho con là một một can đó, bật mí cho mọi người nha, 20 lít rượu nhất nhưng mà gọi là ngâm cà na, ngâm cái trái khóc cà na đó, trời ơi nó thơm, trái cà na chín ngâm nó thơm, không biết nhưng 20 lít mà nha. không biết nhưng mà có ở dưới còn bà bán rượu nếp không mày, tao là khoái rượu nếp mày, Thì đó rượu nếp nhất bố cần muốn mua là nếp nhất nếp nhì gì có hết, nếp nhất rượu nếp và rượu gạo, nếu muốn mua thì mình dặn dặn là người ta nấu cho mình. rồi xong qua cái vụ án đó thì tao nói giờ mày xong cái vụ đó rồi, vụ mà về quê là tao khoái rồi, tao thấy là tao khoái rồi mà nhất là rượu má ra ngoài giường ra trải chiếu xuống mà trải chiếu chiếu xuống vậy, rượu ở dưới nướng cá hay là cái gì làm tại chỗ rồi không có làm gì cầu kỳ cả, mình chỉ có nước thôi tại vì nước lẹ không cần phải Nước làm ngọt á, dãy nè, nước không cần ngọt phải làm dãy là không làm rồi làm á. cá làm sạch sẽ vậy, cái việc bắt lên xong thảy vô nướng nướng xong cái bóc cái da thì bỏ, cái ruột thì bỏ, ăn cái thịt không trời ơi, nó ngọt lắm phải không, cái đó tại vì nó đâu có vô nước, nó đâu có đụng chạy vào nước đâu, nó ngọt, cái đó là một cái lối ăn mà dân dã truyền thống mà theo tôi hiểu ra thì đó là những cái người mà đi làm ruộng, nó phát xuất từ những người đi làm ruộng, người ta chỉ đem cơm theo và người ta bắt được con gì là người ta nướng con đó để người ta ăn buổi trưa hoặc là buổi chiều người ta đi làm ruộng làm rẫy đó mà nó ngon lắm,
Bây giờ cái đó là giống như kiểu bây giờ ta bởi ta mới nói là cái những cái nét văn hóa mà người, những cái người mà đi làm ruộng làm nông ở miền Tây á, nó đem mẹ lên nhà hàng hết rồi, bây giờ nhà hàng cũng không có nước chui nữa rồi à, đó rồi à, đó là những cái thức ăn mà bây giờ những cái chỗ mà khu du lịch sinh thái họ cũng à, ta thấy trên YouTube này họ cũng tổ chức cái điều đó, họ không kiểu giống như là lươn hoặc là niêu sò ốc hến hay cái gì đó họ đều nướng hết, cái gì cũng nướng hết trơn á. Để bởi vì sao ở ở ngoài ruộng đâu có gia vị, đâu có cái gì đâu, phải chỉ có đem muối tí như là ớt thôi Đúng rồi, mà vậy muối ngoài trắng nữa. ra rồi ngoài ra tất cả không có mẹ chứ thì bắt con gì được là nướng, nhưng mà chính vì nó ngon mày, tại vì nó không có luộc, nó không có cái gì thoát nước cả rồi nó ngon, là mình cũng bỏ qua cái chuyện đó. Mình nhắc lại cái chuyện mà nãy thằng Bùi Tùng nó nói thì nó nói rãi rất là chính xác 100%, mà tao cũng thêm bổ túc chút xíu nữa, nhưng mà tao nó trôi nó mất rồi. Cái này của một cái trang gọi là cái kiểu cái trang Mỹ Tân nó đưa lên, tất nhiên là nó mới phê bình cái điều này nè. À, một cái gia đình một cái cụ cậu học sinh mà bị bắn chết mà cầm cái bút đây 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 Cái đây, bút, đây dạ cái cây bút. bút đó đây đây cho coi cái này mày biết thấy thảm, thấy thảm ở chỗ này là thấy thảm là cái giá trị của người Việt Nam mình nó không lớn. Đúng rồi. Đây mày đọc kỹ nè, Dạ. gia đình của thiếu niên gốc Việt nè bị ăn đạn nè, ăn đạn đồng dạo trước được chính quyền bồi thường 5 triệu USD, thấy chưa, Nè, nè. trong khi thanh niên da đen bị đè chết được bồi thường 27 triệu đô, Dạ. suy ra cái mạng của người da đen nó còn lớn hơn là người Việt, Dạ, thấy đáng giá chưa, hơn. thấy Dạ. chưa đó. Ừ. Nhưng mà đa số những người bên này là họ không hiểu được điều đó, Dạ. cái ác cái chỗ ra có nghĩa là bà tự cho mình ngang hàng với lại mũi lõ tóc vàng mắt xanh, mới lại ghê Dạ chứ. đúng rồi. Tất cả những cái chuyện hồi nãy giờ ta nghe Bùi Tùng nói là hoàn toàn chính xác, ta thấy rõ ràng, thành ra thì đó mình cũng không cần phải cãi nữa, cũng không cần phải đấu lý nữa, bởi vì hiện giờ tụi nó cạn kiệt về về ngôn từ, về lý luận, về cái nó cạn kiệt rồi, bởi vì ngay tại nước Mỹ, người song dân nước Mỹ, cái mạng của người Việt đây ta cho mày có cái là cái mạng của một con người Việt nó rẻ tiền hơn thằng mà rạng mà cái mạng của một thằng da đen. Ở đây ta muốn nói cái mạng thôi nha, ta còn yếu tố hình sự tại ta không cần biết, cũng là bồi thường, nhưng mà bồi thường của một cái thằng da đen nó khác và bồi thường của một người Việt Nam nó Thằng khác. giả vàng, dạ đúng rồi. Cái thằng ta không có cần phải nói chính trị với em về đây cả, tôi chỉ nói so Dạ. sánh như vậy để chứng tỏ tụi mày hiểu rằng một cái mạng người của một thằng da đen nó còn có giá trị hơn là một người Việt Nam. Dạ. Nói như vậy để cho tụi mày hiểu rằng cái này hình như ta nói trên live này rất là nhiều lần, mình phải biết mình đang ở đâu Đúng mà rồi, mình đang mình làm là ai? gì, mình là Dạ. ai, Dạ. vì chỗ đó thành ra thì nãy giờ tất cả mọi người đều nói là tao nghe Bùi Tùng có nói hết rồi, mày phải hiểu điều đó rồi. À, Dạ. cứ lộng ngôn cứ tự cho mình là cái quyền là rồi xong là đã ở nước Mỹ đã là thua thiệt rồi, thua thiệt thảm hại, thua thiệt té tua. Dạ. Nghĩa là bị đàn áp dã man, bị đánh đập te tua, bị bắn chết, rồi bị bây giờ mới có một cái tình trạng là có gì nó gửi thư nặc danh vào những cái tiệm của người Việt hoặc là những người châu Á để mà Dạ. nó kỳ thị đó, rõ ràng có Đúng báo rồi đài chứ. rồi đó, báo đài luôn, và thậm chí ông tổng thống và cái bà Kamala Harris là phó tổng thống rồi cũng bị bà cái bà Nancy Pelosi á, thì bà cũng đó đưa ra là khuyến cáo là bà chấn chỉnh là những cái chuyện là kỳ thị chủng tộc đây đó. Nhưng mà tụi này nó lại không, tụi này lại là bây giờ thì xìu rồi, nhưng mà tao nói cho mày nghe, bởi vì tụi nó cái đầu của nó ta không biết nói sao cho nó hiểu được, rồi có nghĩa là họ vẫn có một mặt lúc nào cũng vậy, cũng đòi hỏi vậy, Việt Nam mà cũng chỏ mỏ Việt Nam mà đòi hỏi những chuyện rất là vô lý, bởi vì từ xưa giờ nó họ đòi hỏi thì những cái đòi hỏi của nó Việt Nam nó thừa bứa, chả hạn như đòi hỏi về nhân quyền, trời ơi, Việt Nam nhân quyền là cao số 1 rồi, số 1 thế giới rồi, tại vì tao đã nghe một cái vị lãnh đạo của Việt Nam mà như là ông Nguyễn Minh Triết hay là ông nào ta thì nói chuyện với các bạn Nancy Pelosi lúc mà đi thăm Mỹ Nguyễn Minh thì Chiết nói á, là chắc vậy phải Nguyễn không, Minh Chiết quá, dạ Nguyễn Minh ai Chiết. đó đó trả lời một câu rất ư là cái khía cạnh gì cái gì thì không nói, nhưng mà nói về nhân quyền là nước Mỹ chưa đủ tư cách, cái Đúng rồi, câu nặng không được rất có là cách. nặng, cái câu đó rất là nặng, mà cái thằng khốn nạn chó đẻ mấy người nó không hiểu gì lý lẽ, mà nó không có biết gì văn học, mà nó chẳng có biết gì ăn nói chuyện, nó cứ nói là
nhân quyền mà thực chất là chưa đủ tư cách. Đúng rồi. Đó, thế đó là thôi tao nhiều khi tao nát, tao nhiều khi tao cũng chán lên cái mạng này, thiệt mày lên để vui chơi giải trí con cháu thôi, chứ còn cải lý với cái đám đó thiệt mày nó khổ cái này, thì không ai mà đi cải lý với một con thằng ngu không biết gì hết. Mày nói nó bao nhiêu quá đủ, nó chạy đây trước chạy đây sau đâu, nó hỏi nó không biết gì hết, thì tao hỏi mày làm cái gì. Và những cái tin tức mới nhận được là Việt Nam lại được bầu vào chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đủ, ta không có muốn, mệt lắm vì chuyện nhà báo Việt mà nó bắt làm hoài, thấy chưa? Đúng rồi. Dạ. Cái đó là cái gì? Cái đó là chính là dân quyền chứ cái gì đâu? Người ta tin tưởng, người ta tin tưởng tuyệt đối. Ê, mấy người này chắc nó dám nói nó rượu má, đầu óc của nó mắt nó nhìn sát xuống hơn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luôn các bạn, biết là ghê. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, lớn, đồ thiệt tình, thấy quải không? Thế là bởi vì nhiều khi mà nói chuyện tụi nó mình cảm thấy gì, tụi nó làm gì nó ngáo đá, nó nói chuyện đâu trên trời không à, khổ ghê. Rồi ngày hôm qua tôi vô tình ở đứa nào tan tôi vô đưa hiện ra có thằng quỷ mặt tân thái đó. Cộng sản phải sụp đổ, phải cái người xuống đường phải là sụp đổ. À, không hai ngàn, 2045 thì cũng 2000 mấy tấn rượu, 2045 thì chết mẹ rồi, còn đéo rồi được chuyện đó. Đồ quá. Ta tính ra tôi chửi mà ta nghĩ rượu mà lên chửi mấy anh này rượu má thôi uổng uổng nước miếng, bởi vì từ xưa thì rất là nhiều người chửi chứ không phải riêng mình. Mà ta nghĩ ta leo lên tôi leo xuống mệt quá thôi, rượu quá khổ. Nó khổ cái gì mà nó ngáo nặng. Thôi, khổ thiệt tình, bởi tao nói đau đầu, đau đầu và đau đầu và đau đầu, cái vừa đau đầu mà vừa được cười nữa chứ. Chứ không phải rồi thôi, bởi vì rồi bây giờ nãy tao cái thằng quỷ gì Thanh Tử Yết Lan gì đó, rồi đồ đồ nó vô nó ngồi nó lên nó mở like, trời ơi cái đám đâu có thằng nào bữa nay thằng A Quy nói thiều thào giống như kiểu hết sức. Đủ với nó là nó không còn cái gì mà để mà để thấy vậy. Bởi vì cái gì nó bậy bạ nó vô con thì toàn là vô trên đó là tiền là tình rồi chia nhau. Con quỷ có ác đạn, con quỷ Cao Hoàng Lan nó còn đưa cái clip gì của mẹ nào chửi gì cũng là nội bộ tụi nó không á nha. Trời ơi ta thấy thảm hại quá thì tình, bởi vì còn gì đâu nói đủ tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, trời ơi đủ ta nghe ta bốn bữa luôn. Trời ta thiệt ta khổ ghê, ta nói thiệt là không có lên, không có nói, nhưng mà nhiều khi á, ta thiệt bởi nói ra những người mà không có trình độ, rồi không có dẫn chứng, là không có lý luận, bởi vì ta nói cho mày nghe, bất cứ một đất nước nào cũng vậy, cái chuyện mà tích cực hoặc là tiêu cực, đất nước nào cũng có, tham nhũng hối lộ đất nước nào cũng có, chỉ có ít hoặc là nhiều thôi. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà ta đã từng nói với mày rồi, cái nước Việt Nam mình là một đất nước đang phát triển, mà đã là đúng đang rất phương đang phát triển, thì nó sẽ xảy ra những cái hệ lụy. Cái điều đó là hồi xưa thằng Mỹ cũng vậy thôi, đủ cái thời cao bồi đó, đủ nó cũng tranh giành đất, nó cũng bắn nhau tè tè le, rồi tranh giành bò thằng điều đó. Thì ta không có nói chuyện đó, nhưng mà ta nói là nó ngu đến mức độ vậy, có nghĩa là tất cả những cái mà phải hiểu ở trong đất nước Việt Nam, một cái đất nước là có chủ quyền, có lãnh thổ, có được công nhận, Liên Hợp Quốc công nhận, thì trong đất nước đó sẽ có những cái tòa đại sứ của các nước. Yeah, lãnh sự quán của các nước. Việt Nam mà làm cái gì thì đủ các nước đã lên tiếng rồi, chứ không cần gì phải tụi bay bây giờ ý tôi muốn nói tiếng Pháp là phong xong là cái tầm cỡ đó. Cái tầm cỡ tụi bay không thể nào mà bị được cái cha tổng lãnh sự quán mà đủ mà đại sứ Mỹ mà để nói được, thành ra tụi bay nói theo kiểu vô vọng. Người ta không nói thì thôi, làm gì tụi bay có cửa để mà nói, tụi bay lấy gì tôi chứng minh là tụi dân chủ dân quyền, đúng không? Bởi nhưng mà nó không biết cái thân phận của nó, lúc nào nó lên nó sủa, trời ơi sủa đã vậy còn làm những cái chuyện ngu đần ngu si, tự nhiên không giác rồi giác biểu rồi dịch tử chi, bây giờ là cái hậu quả đó y chang như Bùi Tù nói đó, khổ. Tất nhiên là cũng giống như tao với anh Phượng nói, từ nó đủ chính khổ cái là mình nói không có được, mình ở xa quá mà mình cũng đâu có làm cái gì đâu nói họ tà lập lật bè rồi xong rồi thắt cái dây thòng lọng xong cái tự động tung cái đầu vô rồi thắt cổ, có nghĩa là mình tự hại lấy mình. Đúng rồi, tự chua vào rõ không, Việt Nam phải có câu gọi là chưa chua vào rõ. Tự mình lên thắt cổ mình. Dạ. Vậy mà nói gì nữa, trời ơi, vậy là những cái đầu luôn rất là thông minh luôn khủng khiếp luôn, thế mà mở ta chán rồi. Chán rồi mày ơi, khổ lắm. Nên nhiều khi nhiều khi lên trên cái bạn này mà hồi xưa thì còn tranh luận, chứ bây giờ riết đủ có gì đâu tranh luận,
tụi này toàn nói chuyện giống như kiểu như là hút thuốc uống cái gì chơi đá chơi riết gì đó ở Việt Nam đó, là ngáo ngơ rồi xong là không có cái gì làm cả, phải rất là mệt mỏi với tụi này ghê, mà nói cái được gì đâu, lập luận thì không có lý chứ. Có sẵn đây cũng nói chuyện sơ sơ về ngày 30 tháng 4, 30 tháng 4 thì cái chuyện nó đã là như vậy rồi, không ai có thể phản đối. Bây giờ mày cứ tiếc thương thì giống như thì mày bỏ vô bụng đi, mày bỏ vô tim đi, chứ ngoài ra chẳng có gì, bởi vì cái sự thật nó đã phơi tràm phơi bày rồi, cái sự thật nó phơi bày mà không phải phía Việt Nam, mà kể cả cái lịch sử Mỹ và những cuốn phim tư liệu của Mỹ đã nói lên hết tất cả rồi, đâu có Dạ đúng cần rồi. gì đâu, phải không? Đâu, những cuốn phim tư liệu là cuộc chiến tranh 10.000 ngày, rồi những cái cuốn phim là tư liệu của History Việt Nam, rồi chiến tranh cuộc chiến Việt, nói chung là tất tần tật đều mà Mỹ á nha, chẳng qua Việt Nam nha, Việt Nam chưa có làm, thì nó nói là cái được gì, và những cái lời kèm tao nói, những cái lời của ông Tổng thống Thiệu và tao đã từng đưa cho mày nghe rồi, rồi kể cả cái ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đưa rồi, rồi đại tướng Cao Văn Viên cũng đưa rồi, người ta đã chấp nhận cái sự thật chứ không phải Đúng những cái không? đám đồn côn lốt cót này mang tiếng là hậu vệ Việt Nam Hòa rồi, biết hậu vệ là con cháu, mà đã là con cháu thì biết cái con mẹ hay gì. Bây giờ cái chuyện nó đã đi vào những cái chuyện mà bánh xe lịch sử đã nghiền nát ra rồi, và cái đó là nó ghi trên móc móc của một cái cuốn lịch sử rồi. Hôm trước Tân đã nói với mày, không đứa nào ta đứng là và tao giải nghĩa là cái đề là lịch sử của nước Việt mình với lại quyền sử, có những cái chuyện mà mình nghĩ là cái thiệt mà nó không phải là bởi vì ta thương yêu quá người ta, cái chuyện đó cũng đã qua rồi, tao không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà tao nói thiệt cái tụi này khổ cái Hết pin. đủ má này nó bóp họng tao ra. Thế. Ý đủ má, nó lần tao đến một là mày, hai là Dương Vi, đủ má khổ. Hay là tao Con nói nó trước khuất mà gì là để con tao nói trước nghe mày là cái để điện thoại hết pin là lên chơi hết pin tao thì ông tại cũng là cùng sao, con tại là sao đủ có thằng Bùi Tùng nó không hết đi rồi tao nó hết đi, còn cảnh báo chứ. cảnh báo gì, tao phải nghe hết cái like đó, có ai nói cái gì, nhận xét cái gì, ý kiến ra sao, các cái tao mới gom lại cái ý của tao, tao mới đem ra tao nói đúng không. Đủ Rồi tao rồi vừa để ta tao rồi vừa tao vừa để con gom cố vừa gắng xong con nói vô con sạc được không nha, được thì chơi tiếp nha. đủ vừa phải đủ bánh nghe tao nó cứ bóp cổ không à, đủ kỳ ghê vậy. Con quay qua đây, quay đây có nó vô được ổ cắm không, tự không đây không không có không có sách ổ cắm rời theo, nối lên đây thì nó hơi cao, sợi dây nó không tới. Tao thấy ở dưới quê thường thường có cái bàn tròn, cái không lấy cái mấy đi lông trải lên là cái bàn, làm cái bàn khách của bác Rồi một hên bàn quá, hên quá, sạc pin được rồi đó, sạc pin là được rồi đó. chạy Nhưng mà con hy sinh, con bị muỗi cắn tại vì con chui vô góc con ngồi. ơi đủ bác giờ mày mày đốt cái nhang lên, mày đốt hai ba cái nhang lên mà dùng mũi nó nhang, thấy nhang là nó bớt Dạ, rồi bố nói tiếp đi, bố nói tiếp đi. rồi. Thì rồi tao nói cho mày nghe thì nói đi nói lại hoài, nói hoài nói hoài, và tất cả ở đây hình như là tụi nó cố tình nó cố gắng thôi, chứ lý lẽ nó đuối rè mẹ hết đảo rồi. Bây giờ mà có nhiều thằng ở đâu có nó nói miệng nó còm đi thôi, chứ thằng chắc nó đâu bao giờ dám lên mạng mà nó ngồi đối chất với mình đâu, Bố có nghĩ khó là tụi nó là vấn đề là cuộc sống của nó phải nói như vậy để nó kiếm tiền không? Bây giờ không họ nói vậy biết, thì tụi nó ai không kiếm cũng biết tiền, vậy, vậy thôi. nhưng mà tại làm sao sức dài dai rộng, tại sao không đi làm kiếm tiền mà đi để đi là bám víu những cái chuyện mà coi như là dân chúng nó ghét. Bây giờ thật về dân chúng mà ta theo tao nói chuyện hoài về về ở Việt Nam mình, thì đa số những người dân Việt Nam họ hiện giờ họ không nghe cái đám này đâu, và họ đang có cái tư tưởng là họ rất là thù ghét với cái đám này, bởi vì họ nói xấu nói láo, kể cả một người đàn bà bán cá ngoài chợ cũng vậy nữa, đừng nói chi rồi có đứa những cái đứa mà ở trên trên trên, trên vùng sâu vùng xa họ cũng vậy đó mẹ. Thành ra không có tụi này không bao giờ lừa gạt đâu, mà phải công nhận là hay, có những cái mà mình công nhận là hay, ra cái diện mà nhà nước Việt Nam mình nó có những cái chủ trương mà mình thấy vậy mà không phải vậy đó. Cái chuyện này là cái chuyện bí mật quân sự không nói ra, nhưng mà tao nói mày vui luôn, cái chuyện khi tao làm mình thấy bất ngờ, ở Việt Nam mình làm những chuyện bất ngờ lắm, mà bất ngờ cảm thấy mình vui vui. Mà có điều đó không phải là tao không biết, tao biết mẹ hay ráo, thậm chí là tao biết mày ngồi đang ngồi ở đâu, tao ngồi ở đâu, tại vì tao biết hết á các bạn ơi, nó khổ, nhưng mà có điều người ta không nói ra mà thôi, chứ thực chất họ biết hết. Tại nó bị cho đó không? Cái tụi này là nó ngồi nó đúp lùm ở trong chuồng heo, nó live stream nó chửi nó bới, bới sao
đổ, thằng quỷ thằng, thằng tưởng là nó chửi quá trời, đủ mẹ mày nói mày nghèo, mày nghèo mà đổ thừa cộng sản mà mày đéo mà làm gì làm sao mày giàu được. Đủ. Một ngày 8 tiếng mày lai 4 chỗ, ngồi chỗ 8 tiếng thì tao hỏi mày làm sao. Ừ. Cái gì đủ má mày đã cắm sạc cho rồi mà còn người quên cái gì đủ. Đó, thấy không? Nguyên còn 15% đó. Ngó Thì nè, thôi được rồi, mệt quá. thấy không? Ủa mà tại làm sao mà mày lấy cái máy khác, cái máy mày đang live thì làm sao mà đưa cái phone cái được. Thì đúng rồi, cái máy kia, cái máy thứ hai, hai máy. Thì đó, cái máy kia còn 15%, mà cái máy chính thì còn được 1,5%. Rồi Giống như tại hồi sáng bố cầm có coi cái review cô đi chợ ở miền Tây có thì sợ, tại vì lúc đó không? của mày buổi sáng bên mày là buổi tối bên tao có bả Thì nha. đó. Rồi cái gì đó tao có sơ sơ, tao cũng đâu dám còm gì nhiều đâu, tao đâu dám còm. Nói chung là ở miền Tây thì quá đã rồi, không nói làm gì, tí về mà có chừng là vài triệu là coi như là mà về Việt Nam mà ăn là chắc chết quá rồi. Cái gì cũng rẻ, nào Đúng cua rồi. nào gì mệt lắm. Mà mình khoái nhất là gì cũng được tươi, tao cũng nói mày rồi, ở Việt Nam có khoái nhất là được tươi, đồ gì cũng tươi, từ cá từ mắm từ thịt này kia thích. Và thậm chí bây giờ Việt Nam mình ở Mỹ này mà thấy rõ ràng, mỗi lần tôi đi chợ là tao ăn 2-3 tuần bỏ tất cả đều bỏ túi đông hết, thậm chí rau còn bỏ túi đông luôn đó. Tao hôm trước tao chứng minh cho mày, tao đưa cho mày coi rồi, đồ mà cái lá gì cái lá dứa mà đủ còn phải tủ để tủ đông rồi để ba nó bán, làm thấy ghê không? Thành ra từ bởi giờ mình thèm đồ tươi, thấy Việt Nam mình đi chợ mà mua con cá con mắm Chào con ơi, về gì đó chào Quỷ trời Quang ơi Thanh. nó đã gì đâu, thiệt đã. Đập cái nắp cái bóc đồ má cái nắp giấy đạch 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 xong cái rượu bỏ xỏ cây xiên cái rượu để ủ nắm rơm vô rồi là xong đời, đồ hồi sáng đã gì đâu. hồi sáng hồi sáng bố thấy cái thao tôm sông không đó, cái tôm Ờ sông tôm cái tôm thẻ cái con mà bằng cỡ ngón út vậy nè ờ đó, trời ơi nó có con đó nghe ra, con đó tụi nó nghe nó ăn sống được hả, con 140 kg à, có làm gì trời ăn ơi cái đó về lên cộng thôi bố sốc sơ qua cuối với bánh tráng với rau sống á rồi thấy còn không, nói gì nữa, cuối sợ thứ gì cuối bánh tráng rồi thôi sống với rồi làm nước mắm chấm 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 chấm, trời ơi khó ăn lắm mà, cái này mày khó ăn mày lắm, cái mày này cô mày thiệt bỏ qua cái vụ ăn uống đi, nước má ta khó chịu lắm rồi nha. Đồ ta vừa phải thôi, đồ má mày ăn gì uống đồ má ta khó khó ăn chịu lắm lắm á. là cái món món khó ăn của bây ông già về đi, ông già về mà nhưng mà phải mà đưa bác gái về luôn nha đó, Không, con đường bà con đi đường được có 2 tuần thôi, bà đi về, bà đi có đó 2 tuần, không biết bà được về không, tại vì nó còn lệ thuộc vào hãng đó. Đây mà lúc đây sẵn nó nhắc đó, ta mới nói là cái cuộc sống của người Việt mình được cái là cái thời gian, bởi vì ta nói mày rồi, 70 90 mấy triệu dân thì hầu như à. là chủ doanh nghiệp tự phát, có nghĩa là gì, có nghĩa là gì? Ai cũng làm chủ, thành ra thời gian độ mà thích thì làm không thích thì nghỉ, nó thẳng là vậy. Bây giờ thí dụ như mày mở ra, mày mở một cái bán quán cà phê, quán cà phê cóc, quán cà phê lớn, quán cà phê nhỏ gì thích được thì bán, không thích đóng cửa nghỉ, không ai làm gì mày hết trơn. Nhưng mà ở đây cái người Việt mình mà qua đây mình phải nói là ở đất nước này là đời sống của nó là thuộc dạng công nghiệp, nó có hãng xưởng, anh đi làm hãng xưởng anh phải bị trói buộc vào một cái quy định của nó đó. Vì cho anh ra đây á, bà ấy làm bà xin phép được thì bà đi, không được là nó không cho, là miễn luôn, khỏi đi luôn, bởi vì lệ thuộc vào cái đó của nó. Còn Việt Nam không ai nói gì cả, đang bán hàng phải không, nhưng mà muốn đi chơi phải không, thu xếp các cái gửi gấp đồng hoàng sang đóng cửa rẹt đồng hoàng điên tuần về, chẳng ai nói, ai dám nói mày, thì tiền của mày Đúng mà rồi. đó, thấy không, đó nó hay hơn ở chỗ Mỹ đó, là cái sự tự do cá nhân tuyệt đối. Ở đây mình muốn tự do cũng không được, tao là tự do là vì lý do là tao nghỉ hưu rồi nên tao mới tự do, nhưng mà trong tự do của tao cũng trong nằm trong khuôn khổ, còn sau lưng còn có hoàng thái hậu nữa, đủ má chán lắm, đủ ở Việt Nam miễn đi, đủ má tao đi tao đi đúng không đó, Đúng rồi, muốn ăn gì ăn à. muốn À ăn gì bố ăn cầm thấy à, không? ủa À, khác gì đâu. cá 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 lòng tông bay mà nhiều nó gọt sẵn đó, nó làm sẵn có 120 à. À tao Cái thấy đó về không không biết là chiên không không biết cái bột con gì không, mà tao đúng thấy con cá thò lòi mà giờ nó kêu nướng mọi ăn ngon lắm.
tao cũng chẳng Trời biết ơi, phải con không. đó khỏi nói rồi. Rồi chú bố cầm thấy con cá lau kiến á, trời ơi, nó kêu gì hấp xả, thịt nó trắng như thịt gà, trời ơi, nó ngon. Trời, Cái quỷ này nó ngon nha. ấy Rồi tao rồi nói cho rồi mày nghe nè, rồi cái con cái cá gì, chạch lấu á, con cá chạch lấu á, phải không? À, bố cầm chiên giòn lên chấm cái con mắm đó me. thì Trời con đó ơi. thì, Ừ, nhưng mà chạch tao nói lấu cho mày chấm nghe, bây me giờ êm êm. cái sự ăn uống của Việt Nam mình lúc này mà thấy nó dân dã, mà nó cầu kỳ, nó cầu kỳ ở chỗ Dạ. này có nghĩa là bây giờ ăn đồ độc với lạ không à, Đúng đường rồi, hương họ đúng nói rồi, đủ mấy đúng đường rồi. hương chịu Chính ăn xác. đủ, Chính xác. còn ở bên Mỹ này là có bỏ vô miệng là tốt lắm rồi, Rồi. còn bên bên Việt Nam mà đã ăn thôi đủ mà đó, nó gì rau thôi nha, hồi xưa Việt Nam mình thì Dạ. có gì xà lách nè, rau muống nè, cái lẩu liếc rồi bỏ rau muống rồi xà lách rồi vô, Dạ. hoặc là những cái bây giờ ta về Việt Nam kia rồi ta ăn rau lạ Dạ. không à, là cày nèo nè, cái gì Dạ. bông lục bình nè, tao nói cái này đủ mới sang được, tao nói cho dở mặt hoài đủ, cái này bây giờ là đặc sản á, đủ á chứ không Đúng. phải được dở. Cái lục bình á, cái lục bình là bố cầm chắc bố về con sẽ đưa mời bố cầm ăn, tức là cái cọng lục bình á, người ta sẽ gọt ra cái người ta làm sạch, người ta múi dưa á. Múi dưa cái cọng lục bình ăn giòn ngon lắm. Bởi vì tôi nói thiệt bây giờ cầu kỳ lắm Múi mà, dưa chắc cái không phải đơn cọng lục giản. bình á. Rồi rồi xong nữa biết sao không? Còn cái này là còn cái làm khi tao đi thèm là mấy gì ta, bánh nướng bánh tráng Tây Ninh mà cuốn với thịt luộc mà nhớ không? Trời ơi, cái đó thôi khỏi nói rồi. Rồi không, nhưng mà cái tao nói cái rau á, đâu Đúng phải ăn rồi, rau rau rừng. thường, tao ăn rau rừng không Đúng. à, rau Đúng rau rồi. quắc à, đủ quá, nhưng mà ăn ngon quá chừng đồ khổ vậy, nó không phải ăn rồi. Bởi tao nói thiệt là người Việt Nam mình nó sung sướng quá độ, thành ra sanh ra cầu kỳ. Cái chuyện mà Đúng cái chuyện rồi. đó chuyện cũng đơn giản thôi, cũng giống như kiểu như ông bà ta thường nói cái câu là phú quý thì sinh ra lễ nghĩa, đúng không? Thì cái thằng Việt Nam mình bây giờ cũng vậy, là bởi vì sung túc rồi, ai cũng có tiền rồi thì ăn là phải lựa cái món ngon ăn, nhưng mà ngon Dạ bình đúng rồi. thường theo ngon mà ngon bình thường theo kiểu dân dã thì tao rất thèm ăn, tao phải ngon theo kiểu tao tao mới ăn đâu, biết Rồi. là khổ khổ vậy. Con nói bố cầm như là tới mọi người nhớ nè, cái thời xưa đó, cái thời kể cả thời mà thời thời, thời bố cầm đi lính luôn á, con cá rồng tông đâu ai ăn đâu, Đâu có bố đó công nhận không? khô tiêu rồi. Không không, ý con nói là thời điểm đó đâu ai ăn. Thời đó mà gọi đi xúc rồng tông để ăn á, là những gia đình gọi là mình kinh tế nó thiếu nó kém để mình mới xúc cá rồng tông mình Dạ ăn, bố công đúng nhận rồi, như không? nhà nghèo Mới ăn. á. À, mới gọi là xúc lòng tông ra ăn. Còn bây giờ con nói cá lòng tông á, là đặc sản trên 100.000 một ký. Tại vì bố cầm biết sao, con cá lòng tông là người ta không có nuôi được, nó là con cá hoàn toàn nó thiên nhiên và nó tự sinh sôi để nở. Nó đẻ mà hả? Đó, đâm ra nó mắc. Và cái hai nữa là cái con cá bống dừa đó, mấy con cá bống dừa, mấy con bống trứng, trời ơi, nó khô Tao tao quạt mà nhớ thôi. Là hồi bữa ông Minh ở bên anh là ông bảo đảm là ông mua vé ông giật bia về chắc luôn. chuyện gì Còn đi chung đồ có khu cái nó đó đúng nè thôi. đó, mấy con tép đồng, mấy con tép sông, trời ơi, mà nó có là mình xúc Mà nó chiên vô khổ cái gì vậy, ác bánh vậy ta. xèo à, đổ bánh xèo cuốn, trời Đủ quá bởi vì tao tao thuộc Lào mấy cái kênh ăn uống đó. Đồ thí dụ cho ở ngoài Bắc á, có cái kênh là Sapa TV đồ, tao cũng mê cái kênh đó. Rồi cái thằng nó có một cái thằng tên cũng nổi tiếng vui lắm, thằng này dạ chính là khoai lang thang. Rồi còn chờ miền con là Tây một thì mình. có con ở miền Tây thì có con ánh cua, trời ơi, mẹ toàn là Dạ luôn đó, đi ăn không à, đủ quá. Tao nói tiền C4 này dạ tao tao bật lên tao coi xong cái vừa coi xong tôi xuống như tôi múc cơm mà nói đồ bà ông làm gì vậy, ông nói tôi coi tôi đói dạ bụng quá à, đủ. Bởi nó ăn cái nhiều cái món rất là hay rất là ngon, bởi khổ bố ăn, ghê bố ăn cái con khô vũ nữ thân gầy chưa? vừa cái này khô nhái ha, tao biết rồi Trời không tao chưa ăn, nhưng ơi, chấm mà mắm me êm lắm mà. Cái đó giòn giòn chấm nói gì mắm nói me là thôi, cứ bây giờ rộp 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 nói gì rộp nói hoài nghe thì hoài luôn. Thiệt. cái đó chứng tỏ cái gì, mình chỉ nói vấn đề ăn Dạ. uống thôi là mình đã chứng tỏ cái xã hội Việt Nam mình như thế nào rồi, không cần phải nói gì cả. Dạ. Thành ra nó không có chuyện bất ổn chính trị, nó không có Dạ. chuyện giống như kiểu như là giặc giả nè, không có chuyện Dạ. đói kém nè, mà thấy rằng đó là cái chỉ số hạnh phúc. Dạ. Mày vô có bằng cơm là mày biết rồi, là mày Đúng hiểu rồi. là cái gia đình đó như thế nào rồi, chứ không cần là mình nhà người đàn ông mày người nhạy bén mà, thành ra vì đó mình mới biết là tất cả những cái mà Việt Nam mình đang thừa hưởng bây giờ sanh phú quý sanh lễ nghĩa là bởi vì sao, là Dạ. bởi vì cái đất nước mà đang phát triển, tất cả mọi Dạ. người đều có, không giàu thì nghèo, mà nghèo không phải là nghèo đói, mà nghèo là nghèo trung bình, có nghĩa là vẫn đủ tiền mua gạo ngày hai bữa để mà sống, chứ không còn nằm la liệt đâu, còn kiểu vắt qua vắt vải. Và điểm thứ hai thì tao khoái nhất là cái chỗ là không còn người đi lang thang cơ nhỡ,
cơ nhở thì có, nhưng không có ai mà đi ngủ bờ ngủ bụi giống như kiểu homeless cả, đúng không? Ai không có nhà, không có chuyện con... ngủ gầm gầu. Dạ, con dẫn chứng với bố Cầm cái chuyện này với mọi người để nhìn ra nè. Bố Cầm nhớ hôm qua con ở Vũng Tàu con review cái cảnh người ta đi cào đúng cái rồi. Vỏ cái con nghêu bay không? À. Đúng chưa? Đó, không đơn không có phải là đơn giản nha, nhưng mà cái cách kiếm tiền của họ bố Cầm nó chỉ cào mấy cái vỏ đó thôi. Đúng rồi, một một tạ đó, một đó, một tạ là 450. Bố nghĩ trời đi, ơi, mà người ta chỉ cào có con nước không là người ta kiếm 2-3 tạ. Thì có phải có một ngày của người ta là nếu mà chịu làm là phải từ bèo nhất, con cho bèo nhất gì làm gì chơi không, cũng năm xị. Đúng không? Còn bộ ở ngoài Bắc nó có mọi kênh gì tao không hiểu cách qua, tao mới vừa lướt sơ qua cái lương thợ hồ, lương phụ hồ ngày hôm nay là gần 500.000, 350.000 một ngày. Còn là lương mà lương thợ là 600-700.000 một ngày đấy. Lương thợ hồ á, chỉ có cái điều anh phải đi làm. Đúng không rồi. Chứ có nghĩa là được ở đó, tại vì cộng tại vì tôi nghèo thì tại vì cộng sản đủ với cái chuyện tào lao, đúng không? Đúng rồi. Cái vô duyên bởi tao ta cái đám mà cái thứ mà chống mà Việt Nam mình là tao thiệt mày đứng, tao nói là cũng đi dân chủ cùi á, cái tao không có nói bên nước Mỹ nước biết gì trên trời người đâu, lầu than vãn rồi đi xin xỏ cái thứ mà lười lời lười ăn mà biến làm đủ với chúng còn chờ chửi lên chi chửi để mà tụi kia gửi tiền về để thấy vậy. Cái thứ ngồi 24/24 người ta phải đi làm mới đủ, mới có tiền, mày không đi làm mà rồi làm giàu. Cái thiết bởi giờ gì, mình bố Cầm bây giờ còn nồi nồi cơm nguội với gà so gà kho sả ớt với lại chuột khè, giờ bố ăn gì? Trời ơi, mày tao nói cho mày nghe nè, mày tao nói cho mày nghe ha, ta má mày biết cái cơm trái Việt Nam bây giờ cũng còn quý nữa. Đúng rồi, chính xác. Cơm trái tao nói cho mẹ, cơm trái bây giờ nó có mọi những cái dịch vụ mà bán quán cơm mà chỉ chuyên buôn bán bán cơm trái với lại mỡ hành với lại nước mắm với lại gì bì chả nó không, nó bán đắt kho như quẹt cơm á, tươi. kho quẹt á có 25.000 một phần. Đúng rồi đó, mà hãy nghĩ mà coi cái đó hồi xưa là tại vì mình lỡ ví dụ để lửa lớn ở dưới quê mà để lửa lớn quá thì vô tình đi bị khét và để bị cháy, nhưng mà chính bây giờ nó là đặc sản mới là đúng kỳ rồi. Không đúng. Đúng rồi. Bây giờ người ta tạo ra cơm trái, người ta tạo đúng ra rồi. Cái món ăn đó mà thấy kỳ cục không? 25.000 phần. Có đợt con đi Cần Thơ con ăn ở chợ đêm Cần Thơ đó, trời ơi ăn đã lắm. Ra một phần cơm trái 25.000 cho cái dưa leo á, mà dưa leo mà người ta dưới quê người ta mới hái lên nó còn non á, ướp ngăn đá tủ lạnh trời là chấm 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 với Bởi cái vậy kho quẹt. Bởi cho thiệt Trời mày là ơi những cái món đó bây giờ lâu ngày bây giờ mà ăn mình thấy nó ngon ơi là nó ngon, mà thấy đúng rồi cái đó ha nó còn hơn là rùa thịt bò ở gì Kobe nữa. Mà đúng rồi cái người Việt mình là cái lưỡi với cái miệng mình không thể nào biết được cái bờ thịt bò nào ngon mà rồi dở, ta thế giới ta không cần, đúng bởi vì rồi cái khẩu mỗi người mỗi vị. Thí dụ như tôi nói cho mày nghe, ở đây tụi tao đi chợ nấu một nồi canh chua thì được, nhưng mà đúng nghĩa theo Việt Nam gia vị đầy đủ các cái này kia thì đó là không có, không thiếu món này thì cũng dư món kia, không kêu là bởi vì hiểu không, ở đây là đúng rồi. còn ngược lại ở miền quê chỉ cần ra ngoài vườn là đầy đủ đồ để mà nấu một nồi canh chua đúng nghĩa đúng Đúng thiêu là rồi, vậy đó. Còn rau ăn này đó có mặt mọc sẵn đầy đủ không thiếu gì nói hết. chung là đầy đủ thành ra tao thiệt mày, những món ăn mà dân dã Việt Nam càng dân dã chừng nào thì hiện giờ đang lôi cuốn những cái thằng như tao đói ăn bị như bên này rất rõ ràng vậy. Cái hạn như là cái bóng kho tiêu, bóng dừa mà kho tiêu ăn với cơm đủ, còn người ta ăn rất là mộc mạc. Bà khía mà làm ngon ngon rồi bà trong người chanh muối gì đó tao không biết được, mà xong cái là muốn 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 ăn với cơm nguội đủ ăn đúng đủ mà rồi tốn cơm lắm mày, đâu có cần cái rồi gà quay, đâu có cần cái heo quay không, tôi ăn đúng vậy rồi. đó Hồi sáng qua đang chợ con có trời quay ơi. đó, con bà khía đó, con họ người ta Đó rồi mà người bên kia gọi là con gì thì người ta không biết đó. Muốn Cầm đúng nhớ rồi không, sáng có coi đúng review rồi đâu không? không tao coi chút xíu rồi tao tác tại có tao nói mày nghe nó cái những cái món ưa rất ưa là rẻ tiền mộc mạc đơn giản của người Việt Nam, nhưng mà ở đây đủ mà kiếm đỏ mắt ra chết luôn, không ra không ra mà có cho rằng có chăng nữa thì cái buổi ăn mình nó cũng không ngon, bởi vì nó thiếu một cái không khí, và không khí là phải ở Việt Nam mới ngon đối ngồi. Tao bị em đây gì Có chiều này quên làm cái món gà tre húp nước mắm nhỉ. Bố Cầm ăn món đó chưa? chưa làm gì có ở đây ăn bậy trời Trời gà ơi, tre
Cái đó trời ơi, cái đó ngon lắm, cái đó hấp mắm dĩ xong là, nhưng mà đừng có chặt nha, ăn đừng có chặt, tức là ăn xé tới đâu cái bóc tay ăn tới Đâu đó phải đó. gà tre nó nhỏ lắm, vậy một đứa một con nó mới được. Thì đó, thì Trời đó ơi. mới mới là hấp mắm dĩ, rồi tới mỗi người cầm con là tự xé ăn chứ đừng có chặt, chặt ăn không có ngon. Ồ, mà cái đó ăn mới đã mày. Tao biết sao chưa? Ờ im. Cái mà cái ở đây nó có những cái mà nó dối cái sự bằng về việc trí thức á, ta đồng ý rồi ra Dạ. tiệc ra đồ thì chứ còn phải chỉnh tề các cái phải mặc vest rồi mặc cà ravat các cái là hoàng đi Dạ. á. Những cái event mà quan trọng lớn thì ta không nói. Nhưng mà cái Dạ. ngon nhất là cái ăn thô bạo nhất. Đúng rồi, ăn bốc, ăn bốc, ăn bốc vô. Ăn Ăn bóc mỏi chứ, á, ăn đùa bốc bạc dạ. lấy cái gà xét ra Đúng là rồi, xong cái xe đường gà trời. là tạt 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 Đúng là rồi, sắp đúng rồi, luôn trời nó nó mới dính. ngon. Đồ Trời chắc phê. cái bôi chanh rồi sao vậy Đúng á. rồi. Đồ nhưng mà cái lối ăn Không gì đó mà bằng. là đúng rồi, cái lối ăn đó là lối của dân dã đưa qua thật ngoài là tuyệt vời. Thì của người nông dân ngày xưa đi làm đồng đó, Đó như vậy bố đó. nói là người ta đi làm đồng người ta đâu có cần mang gì theo đâu, chỉ dắt cái gói muối trắng trong túi thôi, Thế thôi chứ mà chơi đủ. ớt, mấy chơi ớt thôi, đúng chưa? Rồi đúng rồi. Đó, ra đồng gặp con gà con cá gì đó, con gà thì đắp đất sét, đúng Đúng không? rồi. Đắp đất sét cái quăng vô cái Quăng ống lò rơm, rơm. Rồi quăng ống sao? rơm thui xong cái là cứ bẻ đất sét ra tới đầu xé chấm bằng tới đó, trời ơi. Ruột bỏ, lông bỏ, cắt Đúng cắt cắt rồi, thịt thôi đúng rồi, đủ. Mà nó thì ngon, bởi vì nó không có đúng luộc rồi nên nó rất là đó, ngon đó. mình Nó gỡ có đất những sét cái ra tới đâu thì lông đi theo tới đó rồi, nó còn mày thịt phải không hiểu cái mà. điều này là tất Đúng cả những rồi, món ăn dân dã ngày xưa của nông dân bây giờ là mà lên 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 mâm của nhà hàng 5 sao nha, yeah. nó kỳ vậy đó. Đúng rồi, Mà tao thì tao khoái cái thứ mà dân dã vậy đó, có nghĩa là ăn đồ không cần lên sao ra ruộng ăn đồ cũng quá con đồ có ông Phú đây không Trung Thu đang dưới đó. Thôi đó kêu là con ngủ, mai con về nữa. ồ, thôi được rồi vậy thôi nói bà xạo một tiếng đi xạo xạo cái rồi thôi con ngủ đi cũng khuya rồi ok con ngủ Thì đi đó, rồi chủ yếu rồi lên là nhắc cho bố nhớ về mấy món ăn Việt Nam để sợ bố quên thôi. quên xin được quên trời ơi đồ có đó nằm ở trong đồ bao tử tao rồi lúc nào nó cũng tiếc về dịch vị á đồ tao mới tao khoái coi cái đó tao ghét bây giờ tao không thèm coi nữa việc coi cái Bây đứa đồ ăn hoài bà bây ăn bây thì có nè. người chê vợ tao nó ăn mập quá. Bố cho mọi người nhớ tới cái cảnh mà hồi xưa ở miền quê, cái tối tối khuya khuya giờ này đói mà đi đi xuống bếp lục lục bếp lục đồ đồ ăn không, nhớ không? Lúc con nguội À giờ muốn tái hiện cảnh đó không, con quay cho coi nè, muốn không, muốn tái hiện không? rồi 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 Thiệt chơi cái thiệt cho tao rồi, nhớ đó chơi cái này cho mọi người nhớ rồi, nghỉ nha. Đó, hôm nay mình đi tái hiện cái cảnh mà xuống bếp lục đồ có gì không nha, đúng không? mày thứ ai phải Đúng không rồi, thì đó mình đói tái bụng đói hiện bụng luôn hả đói bụng đó, hả không con cho mọi người xem thôi chứ còn chưa đó đâu đấy đó, nhà là đúng nông thôn mình quê luôn đúng không, nhà rõ lụp xụp ràng nghèo, khổ không có gì hết. có gạt băng rê đồ À đó, đây đây là cái rổ nấm để sáng mai mình nấu gọi là bánh canh chay, không trời ơi sáng mai nấu nấu bánh canh chay. Còn đây thì đây là nè nè đúng lục luôn nè, đúng không? Đó giả lại coi còn gì đây, ây da, còn cái chảo này có gì đây, bưng ra gà sáng sáng kho coi. gà kho Trời ơi, gà kho sả tao ớt biết cái là tao này. liếc qua tụi mấy cái đàn cô là bá cháy luôn mày Trời ơi, cái ngon này thôi cơm nguội đúng không? con Đó, ngủ là ngon là êm luôn, có chịu gì nói đời, thấu không biết. Đó. Không. Ủa mày đồ ba nước miếng tao đã chảy ra rồi đồ áo Đó. thế Là cái chảo gì đó, đây gà gà hầm sả nè. Đó, đây nè. đó Đó. Tái hiện cái cảnh mà lục cơm nguội luôn, đúng chưa? Đó con đâu có trời gạt đâu, con đâu có gạt bố cầm với mọi ngon người thế đâu. Còn đây là cái chùm nem chua, cái nem thôi lai dung. cái đó để nhậu lúc lấy vô qua để nhậu Đó, đây thôi nè, thấy không? Đó, ăn đêm là còn đi. ăn ăn đêm là 2 món kia là đã hết sảy rồi Đó, chú nhà chồng nè. Đó, trời rồi ơi, nó khổ. Thì đó thì không giàu có gì bằng ai, nhưng mà đồ rõ ăn thì ràng không có thiếu. Đó, đồ ăn không thiếu. Đó. mà như vậy là hạnh phúc lắm rồi mày thấy không Dạ. Đó, tái hiện sơ sơ vậy cho bố cầm cho mọi người thấy nha, là cái cảnh mà lục cơm nguội đúng không? Thì hồi rồi xưa thì nồi cơm nồi gang, nhưng mà bây giờ thì có cơm điện rồi nè, đây cơm nguội. rồi Đó, đâu có thiếu gì đâu. Đúng chưa? Đúng nhưng mà nồi không? cơm điện thì không bao giờ làm cơm cháy được Đúng rồi. đó Có bà có cả cơm cháy nữa thì nó cũng không ngon, đúng không? đúng rồi Không ngon. Đây nè, bố coi nè, nó xuống người ta gửi cho mấy chục trứng vịt.
mấy chục chuyến dịch để mang về Sài Gòn ăn nè. Nè. Trời ơi, đi ra bể là cẩn thận ra bể hết. Đó, thấy không? Để sẵn vô đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó, dưa dưa leo. Cái này Ngon, là trời thôi. đủ ba nhắc thì là dưa leo, là dưa leo mà đủ mới hái vô ăn nó ngon mà nó ngọt lắm bà Đó. ơi. Chấm với cái chảo này khỏi ăn cơm thôi cũng được, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đó, dưa leo Rồi. chấm với cái chảo thôi, thấy không? Êm không? Bởi vậy thiệt mày á, tao là người ăn cái kiểu vậy thôi rồi. Là Nó mày bình thấy tao thấy dân tao 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 thấy đã rồi địa rồi, ngon hơn mà cao lương bí vị, tao nói thiệt mày á. Đừng có nói hả? ăn heo quay, vịt quay chứ nó mệt. Cái đó không Đúng là rồi tao ăn đã đời rồi. Nếu mà để hai cái đó. phần khác biệt nhau, tao dành cái phần này. Còn heo quay chỉ quay cho tụi ăn, nó rõ ràng. Ê, còn cái món ê, cái này ngon mà biết, xài sống, xài sống. Nào Xài sống mà bầm 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 bầm. Xài sống á, bầm 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 à, bầm 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 bầm. Ăn với cái món này cũng ngon nè. khô cá sặc đúng không? Trời ơi, nói gì nữa, trời ăn hết cơm luôn mẹ ơi. Mệt. Thì ngày mai có khô khô cái gì, cá điêu hồng với khô cá lóc, trời ta gửi ta cho quá trời, không biết chạy gì hết không. Còn trong đây là mấy cái bộ gà này. Đó, còn gà nha, trong đây có gà nha chứ không phải là không nha. Đó, gà đá Rồi nè, ơi. đó nhốt lại trong đây rồi đó, thấy chưa, đầy đủ hết, không À, thiếu gì bây hết. giờ tao nó sáng kiến nó bán rồi, má nữa thằng kia nhắn là bố về ăn lẩu gà đá, à, lẩu, lẩu lẩu gà nồi chứ. Lẩu gà nồi đó, lẩu nồi Rồi, hầm đúng rồi. sả đó, chuối cao Thôi nè, được thấy thôi, chưa ok, chuối cao rồi, có trái đó, chanh nữa, bộ trái chanh người ta ngon là nó bóng lưỡng à, rồi mà. đó chuối cao trái chà bá luôn, không đâu có nhỏ gì Quá đâu. đã, quá đã, quá đã. Thôi Không, trên kia còn nữa mà, tại vì người nhà thôi ngủ hết thôi được rồi, rồi, không bây nên giờ lụp mà xụp. bao nhiêu là đủ rồi, ta chết rồi, tại vì chỉ cái nồi cơm nguội với kia là gọi là tiêu rồi, đừng nói. Thôi ok, ta tạm biệt mọi người đi, đi ngủ đi con, rồi mai về sớm. Ok, chào bố Rồi Cầm, xin ok, chào tất cả rồi mọi người nha. chào mọi người đi. À, Rồi bye bye mọi người, là rồi. hẹn ngày mai gặp lại mọi người nha, bye bye, xin chào tất cả.